Smith thì chúng ta đã thấy quá nhiều ở tại giải đấu này, và một lựa chọn độ thành công tôi nghĩ rằng cũng tương đối là cao. Đúng rồi, Ellis là một vị tướng vẫn giữ được sức mạnh của mình ở trong khu vực rừng, bởi vì những vị tướng khác bị giảm đi rất nhiều, như Rashai và Ragaz. Ragaz có thời gian nổi lên nhưng dạo gần đây gần như là vắng bóng luôn. Và khi mà đội hình của SKT cấm Diola, tức nghĩa họ muốn chơi những vị tướng gây sát thương và kèm cơ động kiểu như Kasubia. Kasubia là lựa chọn của Faker ở trong trận đấu này, khóa vào rất nhanh. Kama được khóa chung với Kasubia. Da Instalock Rise, rõ ràng là thông tin mà tôi nhận được đã chính xác. Vừa rồi thì Beme chỉ tập Rise mà thôi, và anh ta không dùng SKT ra thì hơi phí nha. Để xem có lời thách thức nào của Beme đối với người chơi đường giữa bên phía bên kia hay không. Và Rise không thể nào thắng được Kasubia, tôi đúng nghĩ là như vậy. Ngay cả là Rai cũ, Rai mới, Rai thời nào không biết, rất khó đánh với Kasubia. Đúng là như vậy. Phải nói cực kỳ tự tin với người chơi đường giữa của IMA. Wow. Phải nói là bởi vì Rai bây giờ cái tầm hoạt động nó không cao nha, và cái phương thức để chơi Rai có rất nhiều cách để chơi về bộ kỹ năng của nó. Nhưng mà làm gì làm, bạn vẫn phải đối mặt với Kasubia, bạn vẫn ở trong tầm của Kasubia. Và khi bạn ở trong tầm của Kasubia là bạn sẽ phải chịu rất nhiều sát thương. Khô máu luôn rồi. IMA đem ra những con bài phải nói cực kỳ điên loạn. Jin dành cho Jin sao? Nhưng mà nó sẽ có một điểm như thế này. Chúng ta cần phải nói về cái chiêu cuối của Rise là một công cụ để bạn tổ chức những pha tập hậu rất tốt. Và như vậy nó tạo cho IMA có thể lựa chọn một đường trên, một đường trên có khả năng đánh tạt cánh, đánh đầu hoặc là tập hậu tốt kiểu như là Na nè, tức là những vị và Kennen nè. Với chiêu cuối của Rai thì nó có thể tạo thành một cái gọng kìm cực kỳ tốt, không phụ thuộc nhiều vào những pha dịch chuyển, không phụ thuộc nhiều vào bạn có thể cắm mắt được phía sau lưng hay không. Thì SKT sẽ phải tính trước điều đó. Một, họ giải quyết bằng tầm nhìn, tức là cắm mắt thật tốt và sẵn sàng cho những tình huống đối phương dùng chiêu cuối của Rai để tập hậu họ. Hai là họ phải lấy một đội hình có khả năng chia cắt tốt. Trong những tình huống đối phương tổ chức tập hậu, họ tràn thẳng lên phía trên và dùng cái khả năng chia cắt đó chặn ở phía sau. Và SKT cũng có những động thái để đối phó với tình huống tập hậu đó của bên phía IMA bằng những vị tướng cơ động, trước đó là Kama và sau đó là Sylvia. Và chưa kể, Nidalee con bài mạnh ở khu vực rừng ngay lập tức được hở ra, vẫn đảm bảo tỷ lệ cắm chọn 100% dành cho cô nàng báo này. Để xem lựa chọn của IMA sẽ là gì. Như đã nói, họ rất cần một đường trên có khả năng đánh gọng kìm tốt. Sen này thì hơi lạ một chút xíu, bởi vì tôi nghĩ rằng Na hoặc Kennen sẽ tốt hơn trong một tình huống mà bạn có thể tận dụng những pha mà dùng dịch chuyển hoặc là chiêu cuối của Ra như đã nói. Echo thì có lẽ phần nào đó chấp nhận được. Echo cũng được. Echo cũng là vị tướng mà bạn tập hậu được tốt với khả năng lên trang bị chống chịu đường trên, và khi bạn ở vào vị trí ra phía sau lưng đối phương thì bạn đặt lượng giới đồng quy rất dễ dàng. Bobby cũng được luôn nè. Bobby cũng được. Nói chung cái gì cũng được ngoài xe. Đúng rồi. Nhưng đây, Khóa và Bobby cùng với Rum dành cho vị trí hỗ trợ cho Rose. Và phía bên kia, để xem con bài mà Wolf anh ta sử dụng sẽ là gì. Alistar vẫn đang còn gia tăng thêm một tí khả năng. Không, Wolf sẽ đánh Kama rồi. Như vậy là bây giờ phải chọn cho Duke. Thì còn Na, còn Kennen, Trundle sẽ là một sự lựa chọn mà dùng chuyên để khắc chế Bobby ở đường trên. Chúng ta đã thấy cái kèo này rồi. Kèo này thực ra nếu chưa xét về kỹ năng, Bobby tuổi tí luôn. Đúng vậy, cái chiêu W mạnh nhất của Bobby nó không hoàn toàn có tác dụng gì ở trận đồ cả, và khả năng xưa thay đổi không có cửa chơi với trận đồ. Rồi, hồi nãy thậm chí là Dashan còn thua Smurf với lại cái kèo này mà. Thì kèo này kèo khó cho Bobby. Lựa chọn này của SKT là lựa chọn đầu tiên là để thắng đường ở khu vực đường trên. Thứ hai là như đã nói, nó tăng thêm cho họ cái khả năng mà chia cắt mỗi khi mà bên phía của IM có ý định tổ chức những pha cộng kiệm bằng dịch chuyển của Bobby hoặc là bằng chiêu cuối của Rai trong những tình huống mà SKT dâng lên cao. Thì có rất nhiều kèo ở trong trận đấu này rất thú vị. Kèo đi đường giữa Rai và Kasubia, kèo Bobby đường trên đối đầu với lại Trundle. Còn đường dưới thì tôi nghĩ rằng
thiên hẳn về phía của SKT với khả năng đẩy đường cực mạnh của Sivir và Lekama. Đúng vậy, Jin vẫn đang làm một vị tướng tương đối là yếu ở khả năng đi đường. Cái khả năng giao đổi thức của bạn gần như là thua kém hơn so với những vị tướng xạ thủ ở thời điểm hiện tại. Nên khu vực đường dưới tạm thời bỏ qua một tí đi khi mà đã có độ chênh lệch. Tôi muốn hướng đến khu vực đường giữa. Cái đầu tiên phải nói đến là tôi không biết liệu có tình huống nào mà Bame anh ta sử dụng cái tình huống mà Rai lắc đầu né chiêu cuối của Kasubi hay không. Tình huống lặp lại của Faker. Faker làm điều đó quá nhiều rồi. Tôi nghĩ nếu như chúng ta có thống kê là người nào mà quay lưng phản xạ né chiêu cuối Kasubi nhiều nhất thì tôi nghĩ không có ai qua được Faker cả. Vừa trận trước anh ta vừa làm xong, đối phương tốc biến lên nhà Jensen, tốc biến hóa đá, nhưng Faker vẫn đủ khả năng phản xạ để quay ngược lại được. Thì để xem lần này anh ta có cho đối thủ làm được điều đó hay không, hay ngược lại là Bame có làm được điều đó hay không. Chúng ta chuẩn bị bước vào trận đấu giữa SKT và em. Hạt giống số 2 Hàn Quốc đối đầu với hạt giống số 3 Trung Quốc. Và tôi thực sự rất lo ngại cho em, bởi vì họ đang có một đội hình mà cả ba đường đều đi đường yếu hơn. Và mỗi khi bạn chọn đội hình như vậy, đối phương lại có Nidalee, sức ép sẽ cực kỳ lớn trong khoảng thời gian đầu. SKT đội 2 đối đầu với lại IMEI đội 1 trong trận đấu khuôn khổ bảng B chung kết thế giới 2016. Và tôi có xem về vị tướng Kasubia có một cái chích nhỏ nhỏ, đó là anh ta sử dụng chiêu cuối ở cái hướng mà quay lưng sau đó tốc biến, nó vẫn làm choáng được ở trước mặt. Nó một cái chích nhỏ nhỏ của Kasubia thôi. Liệu rằng Faker có làm được điều đó hay không? Và chưa kể nữa, một tình huống chiêu cuối đó của Rai hoàn toàn nếu như để xem tình huống này đã rình ba người. Quốc mà dính quy là dễ gãy lắm. Anh ta quy trước và anh ta phát hiện ra đối phương trong đó. Sự tỉnh táo đến từ hỗ trợ của SKT. Quá khéo trong tình huống vừa rồi của Quốc. Nhưng mà anh ta vẫn chưa phát hiện ra Bame đang có ở đây, mà chỉ biết rằng có người trong đó là thôi. Nhưng như đó là đủ để khiến cho Quốc không mấy dấn vào, vẫn đảm bảo sự an toàn cho mình. Thì như chúng ta đã nói, ba đường của SKT đi đường đều mạnh hơn xét về chất tướng. Rồi rừng của họ là vị tướng mà tận dụng rất tốt những tình huống như vậy. Với Nidalee, bạn mạnh nhất trong những tình huống tiến qua rừng đối phương. Và nếu đường của bạn tạo được sức ép cả ba đường như vậy, Nidalee của Plank sẽ cực kỳ dễ để hoạt động trong khoảng thời gian đầu của trận đấu này. Ở cái đường dưới, như đã nói, cái kèo này cặp đôi của SKT khá thoải mái và dễ dàng hơn. Tôi vẫn còn nhớ đến một cái câu nói của mình lần đó là ở chung kết thế giới 2015 thì ở khu vực rừng không có nhiều người chơi tài giỏi. Như ở 2016 thì đó, điều đó nó hoàn toàn ngược lại rồi. Bây giờ khu vực đường trên và đường giữa nó bị kém hơn khu vực rừng rất là nhiều. Ở trong khu vực rừng xuất hiện rất nhiều người chơi mạnh mẽ và rất nhiều người muốn đánh Lee Sin. Sau cái màn khai mạc đến từ Revolta mở đầu cho rất nhiều thứ. Mà ví dụ như Lee Sin mà chúng ta vừa nói, nó cũng có hai mặt của vấn đề. Mặc dù hồi nãy Cloud9 thắng, mà tôi nghĩ là Cloud9 nên đánh Lee Sin tiếp cả. Thôi, nhưng mà cái đó là chuyện của một trận đấu khác. Chúng ta hãy trở lại trận đấu này. Đi đường. Vừa rồi thì đó, cái lý do tại sao mà trên đồ có rất nhiều lợi thế trong kèo đấu Bobby là Bobby không thể nào trao đổi chính thức thắng trên đồ được. Không có cách nào cả. Và vừa rồi thì Bobby đang chứng tỏ cái độ lực của mình với vị tướng Rai liên tục sử dụng chiêu E và chiêu Quy, cấu một lượng máu rất lớn của Faker. Hãy cho anh ta phải sử dụng cho mình bình máu rồi. Nhưng Faker nói gì đi, nói gì bây giờ? Cái này nó lửa tử thần. Bame may mà kịp bấm bình máu. Cái cảnh này các bạn cứ lật lại VOD của LCK 2016 vừa rồi. Faker đã làm rồi. Chính cái kèo Kasua và Rai này, chính ở cái thời điểm cấp 2, anh ta đứng ở phía trên lĩnh và anh ta đẩy Rai ra khỏi đường giữa. Và thôi rồi, bạn biết Rai sau khi Faker biết Kasubia, cái giá phải trả là rất rõ ràng. Ở Violet tiến tới, đã có một tình huống tốc biến đến từ Rốt, trao đổi tốc biến ở đường dưới. Ngay lập tức thì Plank cũng xuất hiện khu vực đường dưới, chỉ là một tình huống ép cho rừng quân phía đối phương phải về và khiến cho Bang vẫn có thể farm được chỉ số lính ở khu vực đường này. Bây giờ cùng xem ở khu vực đường giữa khá là thú vị khi mà cả hai người chơi này đều mất cho một phép tốc biến rồi. Nói một chút, có chút lợi thế dành cho bên phía của IMA, đó là họ có những kỹ năng khống chế, còn bên phía của SKT thì không. Đúng vậy, gọi là khống chế cứng thì SKT ở các đường thì đều không có. Và nếu như có cũng sẽ là khá là khó để tận dụng, ví dụ như cột băng, ví dụ như cái giữ chân làm chậm của Faker đường giữa, hay đường dưới là cái cú giữ chân đến từ Quốc thì hơi khó. Nhưng mà như đã nói, Plank buộc phải tốc biến bỏ chạy trong tình huống vừa rồi. Khi mà Bame cũng sử dụng cái tăng tốc để cố gắng tiếp cận anh ta trong tình huống giữ chân với cái ngục cụ ngữ đó. Nhưng ở đường giữa vẫn đang khá là thoải mái, Faker vẫn chưa về nhà lần nào cả.
chỉ số lính của anh ta dĩnh hơn rất nhiều. Chúng ta đã thấy rằng IMA chuẩn bị khá là kỹ cho cái giai đoạn đầu trận đấu. Việc mà đường của họ thua và Nidalee của Blanc chắc chắn sẽ tìm cách qua rừng của Violet. Chúng ta đã nói được thì chắc chắn IMA biết. Do đó họ cắm mắt ở bãi chim biến dị và họ biết chắc chắn điều đó sẽ xảy ra. Họ phòng ngự thành công, họ lấy được tốc biến của Blanc. Thì đó là một thành công của NVIMA. Nhưng nó cũng không thể nào thay đổi được sự thật là các đường của họ tiếp tục đều đang thua, một điều đã dự đoán trước ngay từ thời điểm mà cấm và chọn kết thúc. Đặc biệt là khu vực từ dưới Jin Zhao. Một Jin ở thời điểm hiện tại không thế nào, tôi nói rất khó để có thể thắng đường được. Nếu như bây giờ anh ta, thật ra bây giờ anh ta vẫn đang giữ chỉ số lính cân bằng là tôi thấy là cũng là khá ổn rồi. Lắc. Nhưng không sao, ngay lập tức Wolf phát hiện đây Rob mới chính là người phải rút lui. Và lượng máu của bên phía IMA, cặp đôi đường dưới của họ đang rất thấp. Avalet tiến ra khu vực đường dưới. Hãy nhớ rằng Kassiba này có thanh tẩy nha. Và Avalet vẫn đang tiến lên tốc biến cá nhân. Faker thanh tẩy hơi sớm rồi, tay nhanh hơn não. Và Faker sẽ phải nằm xuống đánh đu dứt điểm thành công, chiến công đầu cho Avalet. Anh không có cho mình cái tốc biến, anh ta vẫn đang cố anh ta cơ. Lao vào, anh ta sẽ phải nằm xuống chân, anh ta hạ gục đối phương, anh ta chạy đi. Wow. Và 2-1 cho IMA. Tuyệt vời, cái nội tại ngục cổ ngữ đó đã khiến cho sát thương đến từ chỉ huy của Bame nó nhảy vào. Đi. Faker ơi là Faker, nhanh là rất tốt nhưng mà nhanh quá cũng không tốt một chút xíu nào cả. Anh ta nhận thanh tẩy, ý định là vừa bị làm choáng là thanh tẩy ngay nhưng không thành công, nó thành một cú fail cực nặng. Ở khu vực đường giữa đã có lợi thế dành cho IMA. Và tình huống nảy cổ ngữ đó khiến cho Rai của Bame có luôn cho mình một điểm hạ gục. Bây giờ quay trở về nhà, hai món trang bị ổn dành cho anh ta. Đá vĩnh hằng cùng với đó giọt nước mắt đang được tích tụ. Và các bạn thấy nhiều khi là phản xạ chậm nó có lợi của nó. Là bạn sẽ thanh tẩy sau khi bị làm choáng. Không, mà tình huống trước đó của Ben thì nó cũng không có lợi cho lắm. Anh ta bật viên khép hơi chậm. Thì cái gì quá cũng không tốt, lâu quá không tốt, mà nhanh quá nó cũng không tốt. Nói cái gì đó vừa phải thôi là được. Và bây giờ SKT đang bị dẫn trước. Nhưng các bạn hãy cứ nhìn vào chỉ số lính, các bạn hãy nhìn vào cái thế ở các đường. Thì thật ra thì vừa rồi vui cho IMA vậy thôi, chỉ SKT vẫn đang nắm trận đấu ở trong giai đoạn đầu này trong tay. Hãy nhìn lên đường trên, Đức đang đi trên đầu trên cổ của Amazing J với lại gần 20 chỉ số lính trên lệch. Và chưa kể đó chính là ở khu vực rừng Nidalee 31 chỉ số lính so với 16 bên kia. Dành rất nhiều thời gian xuống khu vực đường dưới ở Voilis đã phải mất chỉ số lính về, đặc biệt là mạng trái đó tiếp tục một lần nữa bị cướp bởi Blanc. Đây là cái thế trận mà bạn không thể thay đổi được, bởi vì chất tướng nó sẽ thể hiện tất cả trong cái cách đi đường khi mà bạn không có kỹ năng vượt trội hơn. Hai điểm hạ gục lợi hơn của IMA nó chỉ đơn giản là một tình huống mà Faker xử lý kỹ năng không tốt mà thôi. Thì còn lại, phần còn lại thì SKT vẫn đánh đúng theo cái chiến thuật và cái chất tướng khi họ cấm và chọn xong. Là khi bạn có chất tướng ăn đường là bạn ăn đường. Một số pha xử lý kỹ năng không thành công thì nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Vấn đề là bạn giữ tâm lý ổn định là được. Thì bây giờ SKT vẫn đang làm được điều đó. Ba đường của họ vẫn đang thắng, rừng vẫn đang thắng. Nhưng bây giờ con bùa xanh được dựa cho BB ở khu vực giữa. Cái khả năng nảy đường của vị tướng Dry này tôi nghĩ là cũng có với những tình huống nảy cổ ngữ đó đến từ chiêu E. Và việc nhường bùa xanh phần nào đó sẽ đảm bảo cái việc khả năng tích tụ giật nước mắt đó sẽ tương đối dễ dàng hơn. Nhưng đúng ở khu vực đường trên anh ta có tốc biến. Và Đúc đã buộc phải tốc biến trong tình huống vừa rồi khi mà đối phương roam 3 người lên khu vực đường trên để có thể hạ gục anh ta. Đó là một tình huống di chuyển tốt đến từ IMA. Nhưng ngay lập tức chúng ta thấy rằng điều mà tôi cũng đang tính nói xong đó là khả năng kiểm soát tầm nhìn đến từ bên phía của SKT. Các bạn hãy đếm số con mắt được cắm sâu vào rừng của đối phương. SKT đang trội hơn. Và bây giờ cái pha di chuyển rồi của Rose nó khiến cho bên phía của IMA mất toàn bộ quyền kiểm soát tầm nhìn ở khu vực rừng bùa đỏ của mình. Và thậm chí là Faker còn ngăn chặn không cho Rose đi đường nhanh về, phải mất thêm thời gian để di chuyển về khu vực đường dưới hỗ trợ cho Jin Zhao. Và nghe lập tức phản ứng ngay kịp thời, Nidalee cùng Blanc cùng với Wolf tiến vào cướp luôn cho mình con bùa đỏ. Những động thái phải nói quá nhanh của đương kim vô địch thế giới. Rõ ràng là như vậy, SKT vẫn đang thể hiện phong độ khá ổn định. Nhưng lỗi cũng chính do IMA mà thôi. Cấm chọn thế nào mà đối phương có cả ba lane thẳng với rừng mạnh. Nhưng Wolf đang bị bắt, Blanc đã bật chiêu cuối, hồi máu vẫn còn. Blanc đã tới nơi, Blanc bị ủi dính tường. Nhưng Rốt buộc phải tốc biến bỏ chạy. Đúc đã xuống tới nơi, Amazing J không có tốc biến. Chiêu cuối của anh ta hụt và gãy.
Điểm hạ gục thứ hai dành cho SKT Faker làm chậm được Avoilers, đánh đu lên nhưng không được rớt xuống bởi vì đã hết máu luôn rồi. SKT có hai điểm hạ gục. Một pha phản công tuyệt vời của SKT, mặc dù là người bị đánh cho phải sắp mặt luôn nhưng mà anh ta vẫn có thể tốc biến ra với cái hồi máu đó của bạn, vẫn có thể đảm bảo được sự an toàn của mình và phản công ngược lại khi mà Faker xuống đục xuống. Imagine cũng có một tình huống đẩy được Bang vào tường nhưng như đó là chưa đủ, chỉ một mình anh ta ở thời điểm tại sát thương không có. Đó là một pha mà rõ ràng là SKT là đội chủ động hơn, nhưng chúng tôi cũng phải nói rằng Đúc dịch chuyển chậm hơn một chút xíu so với lại Amazing Jay và Faker cũng xuống sâu một chút xíu, nhưng vấn đề là SKT họ vẫn còn giữ được hồi máu của Bang, họ vẫn còn có cái khả năng tự tạo giáp cho mình đến từ chính bản thân Wolf. Anh ta câu đủ thời gian để có thể thoát về được. Và chúng ta cũng phải nói tới chuyện Flank cũng có khả năng hồi máu. Wolf sau đó xong, Imay đã dùng hết kỹ năng ở khu vực đường dưới để giao tranh. Và tất cả những gì còn lại là lịch sử. SKT có được 2 điểm hạ gục. Và bây giờ lợi thế trong những pha xử lý đầu trận fail của họ đã được giữ lại với một tình huống tấn công ở khu vực đường dưới rồi. Bây giờ để xem ở khu vực đường giữa, Bamey vẫn chưa lên cho mình được cái trường hồi sinh. Đây là một trường hợp muốn cam của mình với sự xuất hiện của Avery. Tôi không nghĩ rằng anh ta sẽ thành công bởi vì SKT họ nãy giờ họ kiểm soát tầm nhìn rất tốt. Bây giờ họ đang mất quyền kiểm soát ở nửa trên Baron. Chắc chắn 100% Faker sẽ đánh dựa lưng vào nửa dưới bản đồ ở phía hang rồng, nơi mà họ có tầm nhìn, họ có khả năng kiểm soát mà Wolf đang đem lại cho Faker. Đây, rất đơn giản. Mắt các bạn cắm phía trên chúng tôi, chỗ đó tôi thui gì? Tôi đứng gần về phía dưới, bạn làm gì tôi? Đúng vậy, chưa kể đó, phía dưới cũng có rất nhiều mắt của bên phía SKT được cắm ra. Và có luôn vốn ở đó, đảm bảo sự an toàn. Kèo vũ này hơi lộ. Và Faker chỉ đơn giản là lui nhẹ ra, phát hiện ra được Avoilers đang ở đâu. Và cứ thế mà đánh tiếp thôi. Và bây giờ ở đường trên, Đúc tuyên bố Amazing Jay là không có tuổi gì luôn. Đẩy xa ra khỏi lính, dùng chiêu cuối, chưa cần dùng chiêu cuối luôn. Blank có mặt ở đường trên, sẵn sàng băng trụ khi mà Đúc nói rằng ok chơi được. Đúng vậy, và đang chuẩn bị cho một cuộc set up. Trước đó thì Amazing Jay cũng cắm ra một con mắt để coi có ai lên đây hay không, phần nào đó sẽ đủ phản xạ có thể làm được một điều gì đó chăng. Đặc biệt là cái chui cuối của anh ta vẫn có thể đẩy được một hay hai thành viên của Hương quay trở về nhà. Những đường giữa câu chuyện khác rồi, Quỷ Vương Faker vẫn đang có được một thế trận khá thoải mái. Tuy nhiên nhờ vào một điểm hạ gục, một điểm hỗ trợ thì Bame vẫn đang có một cái lượng trang bị tôi nghĩ không đến nỗi quá tệ. Anh ta vẫn có thể mua được trượng trường sinh ở phút thứ 13. Đó là một cái ngưỡng mà tôi nghĩ rằng ok chấp nhận được trong cái kèo khó này. Và chỉ số lính anh ta vẫn giữ ở mức từ ngang cho tới không thua nhiều. Thì Bame vẫn đang thi đấu, tôi đánh giá rằng khá tốt ở đường giữa. Đừng nằm xuống trong khoảng chừng 5-7 phút sắp tới là anh ta hoàn thành xong giai đoạn đầu trận. Nhưng trong khu vực rừng thì đó là câu chuyện khác khi mà Blank liên tục tiến qua cướp mạng rừng bên trái. Nãy giờ tôi thấy rừng ở Valley không thể nào tiến qua ăn quái rừng ở phía bên trái được. Đường trên đúc cực kỳ hổ báo. Và họ biết rằng Amazing Jay không có tốc biến, chỉ có chiêu cuối mà thôi. Nãy giờ anh ta tung chiêu cuối có vẻ như không hiệu quả lắm. Anh ta đang bị tấn công, anh ta còn 100 máu, anh ta không thể thoát được. Blank là người có điểm hạ gục, 4-2 cho SKT. Chuẩn bị rất tốt trong tình huống vừa rồi, nó cố gắng đúc cố gắng cấu máu vào Amazing Jay, tạo lợi thế để băng trụ và rất tốt ở Valley. Mặc dù anh ta cũng ở gần đó nhưng anh ta bận ăn cho mình bãi sói, không thể nào can thiệp được lên khu vực đường trên. Chỉ đơn giản là SKT, tôi không muốn nói là họ đánh quá xuất sắc bởi vì họ đánh đúng với cái chất tướng lợi hơn ở ba đường của mình. Blank bị bắt lại nhưng anh ta còn tốc biến, vẫn có thể thoát được. Anh ta đang bị giữ lại, anh ta vẫn đang giữ tốc biến, anh ta quay lại chơi luôn. Rốt tới, Blank đã tốc biến, có thoát được không? Không thoát được. Đúc vẫn đang đứng đợi đồng đội tới và đã tới rồi. Faker tới là người dứt điểm và chiêu cuối của Bame dùng để bỏ chạy. Trao đổi với mạng trong tình huống vừa rồi, nhưng quan trọng hơn cả là Faker đã có mạng đầu tiên của anh ta trong bảng đấu này, gia tăng thêm cái khả năng lên món trang bị đầu tiên, nhiều khả năng sẽ là cái gậy đầu lâu đó. Và khi mà rừng của bạn cùng với đường giữa của bạn sức mạnh phép thuật thì gậy đầu lâu đó sẽ phát huy được rất nhiều hiệu quả. Lắm trong tình huống này, anh ta mặc dù tốc biến phía sau nhưng cái khả năng chui đuổi đó của Bame vẫn là có tốc biến lên E, quy đủ sát thương. Nhưng Rose nằm lại. Đúng, pha vừa rồi thì tôi cũng muốn nhận xét là Blank di chuyển không được tốt lắm. Đầu tiên là anh ta không né được cú kén nhện là một. Thứ hai là anh ta lẽ ra nên di chuyển về hướng đường sông. Đồng ý là hướng đó Rốt đang lao lên, nhưng hướng đó là hướng mà Wolf cũng có mặt và Wolf có khả năng giúp cho Blank sống được trong tình huống đó với một tình huống tạo giáp, tạo lực giáp. Nhưng mà Blank lại quyết định lao lên trên. Và khi bạn lao lên trên như vậy thì Bame với lại Avalis
di chuyển theo hướng lên trên để truy đuổi Plunk, thì khi đó nó sẽ gây khó khăn cho Faker và Wolf và Duke trong việc là cố gắng lao theo dứt điểm BME và Vales. Cho nên cái cách chạy, cái hướng chạy của Plunk trong tình huống vừa rồi tôi đánh giá là không được tốt lắm. Bây giờ cùng xem vào hai người chơi xạ thủ thì như đã nói, lợi thế ban đầu nó có dành cho Ben và bây giờ ta đang đẩy mạnh cái lợi thế đó, liên tục đẩy lính. Nói về cái kèo đẩy lính ở thời điểm tại, nếu như Jin mà chưa có cho mình cuộn cung Runan đẩy không thể nào lại CP cả. Bây giờ tấn công vào khu vực từ giữa, chỉ một mình ba mê ở đây đang cần phải kêu gọi những sự hỗ trợ đến từ những người chơi đồng đội mình. Không được, mặc dù đúng là Rai có được trường sinh ở vào phút thứ 13-14 là rất tốt, nhưng vấn đề là đó là chỉ dừng lại việc là mua cái trường sinh thôi, chưa tích tụ một điểm nào cả, không thể nào làm được gì khi mà đối phương đẩy mạnh tốc độ trận đấu. Và tôi nghĩ rằng IMEI nên chuẩn bị là vừa, bởi vì bên phía SKT đã lấy được xong trụ đường dưới, và đó là thời điểm mà CV rất mạnh trong những tình huống tập trung lại với độ đi đẩy đường, đi tập trung những tình huống tổ chức pha giao tranh với chiêu cuối của mình. Mà bây giờ IMEI còn mất quyền kiểm soát tầm nhìn trong rừng nữa, thì tôi đang thấy rằng mặc dù mới 16 phút thôi nhưng IMEI không có nhiều cơ hội lắm. Nói như vậy thì hơi quá sớm, nhưng mà thật sự là tôi nghĩ như vậy. Và chưa kể nữa là xét riêng về mặt sát thương thì Rai thật ra thì sát thương theo thời gian là có, nhưng mà cái việc mà đọ sát thương với Cassiopeia không thể không nào lại được. Bạn đánh với Cassiopeia là bạn phải CC Cassiopeia và bạn burst, tức là bạn dồn sát thương vào hậu của Cassiopeia. Còn nếu như bạn đấu DPS, tức là sát thương theo thời gian với Cassiopeia, thì tôi nghĩ rằng bạn hơi bị sai rồi, không thể nào làm được điều đó. Tương đối là khó khăn dành cho IMEI trong bán đấu này, khi mà họ đã quá chủ quan về mặt cắm chọn. Bây giờ một mình Faker xử lý luôn cho mình con động đất đó. Valet muốn hướng lên khu vực đường trên, nhưng đây là một trên đồ, khả năng câu kéo khoảng thời gian là rất dài. Thì bạn đánh Faker là bạn thấy rừng nào mà đánh cho Faker khỏe không? Một là bạn ra chỉ cần cắm mắt thôi, còn ví dụ như bạn ra găng thì Faker sẽ là người làm trước. Hoặc là bạn không cần gì cả, Faker tự solo kill được giữa, bạn chỉ cần cắm mắt hai bên, thậm chí là rồng Faker cũng ăn 2/3 máu cho bạn. Bạn ra bạn trừng phạt chiếc điểm thôi, nhẹ. Nói chung là không chỉ là rừng đâu mà đội có Faker trong đội hình này nó khỏe. Đúng vậy, cảm giác như giống như kiểu như bên phía TSM vậy. WS cũng nói đánh với BSM rất khỏe. Đúng, bởi vì bạn có một đường giữa mà từ hòa cho tới thắng được là ok, đánh trận nào cũng cảm thấy nó không quá khó khăn. Thì trở lại với SKT, nếu như bạn muốn thắng SKT, bạn phải thắng họ trong giai đoạn đi đường, bạn phải snowball mạnh và bạn dứt điểm họ. Bởi vì đây là một đội đã nói quá nhiều lần khả năng đánh xoay quanh các mục tiêu và những pha giao tranh của họ rất xuất sắc. Nếu như bạn không thắng SKT trong giai đoạn đi đường, cơ hội của bạn giảm tới 60-70% cơ hội bạn hạ gục họ. Và IMEI tự đặt mình vào thế khó bằng những kèo đi đường thua hoàn toàn so với đối phương ở cả ba đường. Và khiến cho cái việc mà lựa chọn Elise, một vị tướng có khả năng gây áp lực sớm, nó gần như không tác dụng. Khi mà đường của bạn thua, bạn ra chỉ phần nào đó giải tỏa áp lực ở khu vực đường mà thôi, không có cơ hội để tấn công vào phía đối phương. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng là đúng, Avalis đem lại một điểm hạ gục và ta có hai hỗ trợ, nhưng nó cũng không thể nào giải quyết được bài toán thua đường mà bên phía của IMEI đang phải chịu. Một trụ đầu tiên dành cho SKT có từ rất lâu rồi, và bây giờ SKT đang dẫn trước khoảng chừng 4.000 tiền, và con số nó sẽ lên 5 rất nhanh. Bởi vì lúc này Bang đã di chuyển lên đường trên và họ chuẩn bị đẩy vào lấy cái trụ thứ nhất đường trên. Sau cái trụ đó họ có thể lấy luôn sứ giả ngay tức và đi nhẹ về đường giữa lấy nốt cái trụ thứ ba ngoài cùng còn lại của VMA, đánh bài bản là SKT sẽ dẫn trước khoảng chừng 8.000 tiền sau 5 phút nữa. Đúng rồi, và họ đang thực hiện điều đó. Amazing Jay ở đây nhưng phát hiện ra đối phương đang tiến lên ngay lập tức. IMA cũng có những động thái phòng thủ ở khu vực đường trên khi mà kéo cặp đôi xạ thủ hỗ trợ mình lên khu vực đường trên. Nhưng đường dưới, một con đường rất dài, nếu như để Poppy đối đầu với Trần Đồ trên con đường dài này rất nguy hiểm dành cho ta. Rõ ràng là như vậy. Vậy thì bây giờ khi không thắng đường rồi, khi đội mạnh về giai đoạn sau đã dẫn trước rồi, thì làm gì? Rất đơn giản, chơi liều tạo đột biến. Thì để coi, hôm qua khi mà sau một trận đấu với SKT với Cloud9 xong thì tôi cũng có xem là Rush, khi mà anh ta stream thì anh ta có nhận xét về cái trận đấu đó. Thì anh ta nói rằng ở cái tình huống mà giống như hôm qua Cloud9 phải chịu với SKT, khi ở vào thế mà đã bị đối phương dẫn trước, bạn đừng đánh an toàn và hy vọng rằng bạn farm bạn kéo lay. Không, khi bị dẫn trước hãy tổ chức những pha tấn công mạo hiểm để hy vọng rằng bạn sẽ xuất sắc xử lý tình huống để có thể gượng lại được. Nhưng nãy giờ thì IMEI chưa làm được điều đó. Tôi vẫn đang tự hỏi là cái chiêu cuối của BME được làm gì trong tình huống này để tạo được đột biến.
Đúng vậy, hoàn toàn tôi chỉ chờ vào chiêu cuối của Amazing mà thôi, bởi vì những tình huống mà cắm mắt dịch chuyển vào phía sau của Amazing Jay nó là một cái gì đó tương đối xa xỉ ở thời điểm hiện tại, khi mà rừng của bạn không qua kiểm soát mắt được phía sau rừng của phía đối phương, chỉ còn chờ vào chiêu cuối của Ryze. Lần này Faker đã thành công né chiêu cuối của đối phương, tung ngược lại bằng địa chấn không trúng, nhưng lao cũng lăn cũng không trúng anh ta. Faker tốc biến lên làm choáng BM khi mà anh ta quay lại. Anh ta đọc được ý nghĩ của BM trong tình huống vừa rồi, nhưng rất tiếc là không đủ sát thương để hạ gục. Một pha tình huống tấn công của SKT. Wow. Mặc dù không đủ sát thương nhưng họ cướp được luôn cho mình cái điểm sạch đó. Anh như không cướp được sư giả khai nước thôi, họ sẽ lấy được sư giả khai nước. Đối phương đang chạy về nhưng các CBA của Faker vẫn hóa đá được, bởi vì anh ta biết rằng đối phương chuẩn bị quay ngược trở lại để trả sát thương hoặc là rút lui dùng kỹ năng và cắm mắt hay làm gì đó. Faker biết điều đó và ta tốc biến làm choáng rất nhanh. May là BM có sức chống chịu để có thể thoát đi được. Anh ta có kháng phép, anh ta có máu, nhưng nó không giúp cho cái trụ một đường giữa của bên phía AMI tồn tại được lâu hơn nữa. Một phát đánh thường nữa là nó sẽ biến mất. Nhưng khá là mạo hiểm, bên phía SKT đánh cực kỳ chắc chắn trong ván đấu này. Họ rút lui khi mà bên phía đối phương đã tràn ra đủ người. Họ không để cho những cái quyết định sai của mình gây ảnh hưởng đến kết cục của trận đấu này nữa. Tôi nghĩ rằng rất là may mắn là hồi nãy tôi cũng vừa nói xong cái vấn đề này, tức là Riot nói chung và cả Gana Việt Nam nói riêng cũng thường là không khóa tài khoản bạn khi mà bạn nhận được nhiều tố cáo là dùng tool hoặc là strip. Bởi vì các bạn có tưởng tượng mà đánh Faker, Faker thi đấu chắc từ đầu sự nghiệp giờ ta nhận được chắc không phải 2 tỷ cái report là chơi như tool. Tool chỉ được phát hiện bởi hệ thống tự động mà thôi. Chứ bạn nghĩ coi Cassiopeia đánh như hồi nãy, cái pha mà anh ta thanh tẩy sau tình huống bị làm choáng, giật nhẹ lại né cái băng địa chấn, lách qua băng địa chấn đi tiếp lao lên tấn công đối phương, tốc biến lên làm choáng khi đối phương đang bỏ chạy, thì không bị report hơi phí. Mà tôi thật ra tôi không biết cái phần mềm nào có thể làm được những cái điều đó nữa. Thật ra rất khó. Đúng vậy. Bởi vì thật ra đúng, nếu như bạn đánh đủ hay thì nhiều khi bạn cũng thắng các... Tối nay tôi nói kinh nghiệm cá nhân thôi. Ví dụ tôi đánh xếp hạng, tôi sẽ lấy Leona né hộ cái, tốc biến lên dịch quyền. Bây giờ thì trở lại với trận đấu. Pha vừa rồi cái gì đây? Tôi vừa thấy cái gì thế này? Tôi tự nhiên lăn tốc biến anh làm cái gì ở đó vậy? Không hiểu lắm, tình huống vừa rồi thì thật chắc né cán nhện. Nhưng mà né về hướng của đối phương, ném quỳ tự đưa mình để hứng chọn chiêu quỳ của đối phương luôn. Đây 8.000 chưa, đoán hơi sai, SKT mới lấy được 2 trụ thôi, chưa dẫn trước đủ 8.000 như tôi dự đoán hồi nãy, còn cái trụ một đường trên. Nhưng mà không sao, rất nhanh thôi khi mà SKT di chuyển được ban lên đường trên, đẩy một hai quay nữa, hoặc là trước đó họ sang con rồng gió thứ hai, thì việc lấy 3 trụ trong thời gian sắp tới là rất nhanh. Hơi chắc kèo. Đúng rồi. Vừa rồi thì Wolf hơi chắc kèo chút xíu, bởi vì anh ta không biết sau lưng của Avalis là ai. Thì thôi anh ta cứ giảm sát thương đến từ Elise của đối phương, anh ta lui về là được. Nhiều khi có Ryze phía sau thì chạy không kịp công lắm. Thôi cứ chắc kèo như vậy không sao cả. Bởi vì lúc nãy SKT cũng dẫn trước quá nhiều rồi. Dần dần lấy những mục tiêu nhỏ, đó là cái thành tựu của SKT, con rồng thứ 3 trận đấu và cũng là con rồng gió thứ 2. Với những đội tuyển mà kiểu như SKT, rồng gió cực kỳ quan trọng với họ, họ di chuyển cực kỳ nhanh. Chưa kể là có cả Sivir rồi Kama nữa, cái này là họ đi bản đây, các bạn hãy xem. Và cả Katsuya là một vị tướng có tốc độ di chuyển tăng theo thời gian, bởi vì bạn không cần mua giày, không được mua giày chứ. Thì hai con rồng gió là một cái lợi thế cực kỳ lớn dành cho SKT. Rất tiếc là cái lựa chọn của bên phía IM về ba đường thua này không giúp cho họ có được lợi thế, họ vẫn thua đường đúng như những gì mà chúng ta nghĩ. Nhưng tôi vẫn phải khen về cái điểm sáng ba mê. Khi đánh cái kèo này với Faker mà anh ta không nằm xuống một lần nào cả, anh ta có 2 điểm hạ gục, 1 hỗ trợ và chỉ số lính tốt hơn Faker, thì tôi vẫn phải khen ba mê. Thời gian anh ta tập luyện Ryze đã được đền đáp, ít nhất là trong khoảng chừng 24 phút vừa qua. Và cái việc mà anh ta lên trường Hugo nhằm tối đa hóa cái sát thương của vị tướng Rai có thể gây ra. Và hồi Faker dĩ kìa. Và ban thậm chí là bật luôn chiêu cuối tràn thẳng vào rất dũng mạnh. Faker đặt quy ra ngăn chặn đối phương SKT tiến vào tấn công vào trụ hai đường giữa, nhưng đã phải lui ra. Lúc này Faker và ban đều đang khá là thấp năng lượng, lính đường trên đang đẩy cao, nhưng mà đút lại đang đẩy ở đường dưới. SKT đang muốn tạo thế là bọc bên, tức là họ đang giữ thế để cho đút đẩy. Và Faker lên khu vực đường trên để đẩy được nhóm này, bởi vì hiện tại anh ta cũng tương đối mạnh mẽ, không sợ mấy cái thành viên của VIP. Nhưng
chiêu cuối của Ba Mê vẫn chưa được làm. Đột biến ở đâu khi mà bạn có một vị tướng có khả năng dịch chuyển nhiều người đến như vậy để khiến cho đối phương bị bất ngờ hay là tập hậu đối phương? Nhưng mà nãy giờ anh ta chỉ dùng chiêu cuối một lần, đó là để lui, bỏ chạy trên. Thì chưa sử dụng Rai đến thông thạo 7 rồi, chắc là đây mới thông thạo 6. Nhưng bây giờ lính ở khu vực đường trên đẩy vào trụ 2 rồi, đòi hỏi Aime phải xuất hiện lên khu vực đường trên. Và không chỉ một người là chơi không lại, cũng cần hai người lên khu vực đường trên. Nhưng mà hai người đối phương cũng có phép bổ trợ. Đơn giản là thanh tẩy gan nhện thôi là Faker tôi nghĩ là cân hai được. Cân hai được. Chứ kể là hai đồng gió di chuyển đội hình lên rất nhanh của Plank cũng như là Worm nữa. Ở khu vực đường dưới tình trạng tương tự như vậy. Đúc có một cái kèo hơn, Trundle đẩy lính lên cao có thời gian di chuyển ra những khu vực khác. Nếu như trận này Aimee thua, người phải chịu tội là huấn luyện viên khi mà họ đã quá mạo hiểm lấy một cái đội hình mà ba đường thua như vậy. Nếu như họ thắng là rất ghê nha. Thắng trận này là rất ghê. Nhưng mà bây giờ Aimee chỉ có thể thắng trong trường hợp SKT phạm sai lầm mà thôi. Ở trong cái thế trận này, trong cái lợi thế mà SKT đang có, chỉ khi nào họ phạm sai lầm, Aimee mới có cửa. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì cũng tương đối là khó khăn cho cái vấn đề đó có thể xảy ra. Đây khoảng thời gian tương đối trống trải khi mà mục tiêu lớn nó chưa xuất hiện. Còn cái trụ thứ hai ở những khu vực đường cũng tương đối khó khăn khi mà việc SKT vẫn chưa được kiểm soát mắt sâu vào trong khu vực đường, nên họ vẫn đang giữ một cái trận đẩy đường mà thôi. Tôi nghĩ rằng họ đang từ từ chậm lại để đợi cái ngưỡng sức mạnh tiếp theo đến từ chắc là trang bị của Faker, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì lúc này anh ta đang đã xong cái trường cái gậy đầu lâu, đã xong Morello, đang cầm nước mắt nữ thần. Này chắc lên anh ta đang muốn lên Rai Lai tiếp theo. Rai Lai đúng vậy, gia tăng thêm khả năng sát thương cũng như khả năng truy đuổi của Kasubia. Và chưa kể Rai Lai là một món trang bị tôi nghĩ nên lên ở thứ hai dành cho vị tướng Rai này. Nó sẽ giúp cho Rai cái khả năng truy đuổi của bạn sẽ nó cao hơn. Kasubia và Rai luôn. Mà Rai lên, mới lên Rai Lai cũng được. Được. Bởi vì Rai cái khả năng truy đuổi nó phần nào đó bị giảm đi rất là nhiều, bởi vì chiêu W của bạn chỉ chói được một lần mà thôi. Nó phụ thuộc đến từ chiêu E và Q. Khi mà bạn liên tục làm chậm, bạn có đủ thời gian để có thể gây sát thương liên tục. Và tôi nghĩ rằng chắc là không, ông ta không lên Rai Lai được rồi. Bởi vì anh ta đang hướng tới hoàn thành xong cái quyền trưởng đại thiên sứ luôn. Thì quyết định chính xác. Faker thì đã xong quyền trưởng đại thiên sứ. Thì đây là cái ngưỡng sức mạnh hồi nãy đang nói. Anh ta không phải là để nước mắt nữ thần nữa. Đã tới thời điểm anh ta nâng cấp lên quyền trưởng đại thiên sứ. Trưởng pha lê sẽ để sau. Đây, ngưỡng sức mạnh vừa chớm xong là SKT gây sức ép. Cái này là thế bập bên như nãy đơn giản, tức là đội hình 1-4. Họ sẽ di chuyển xung quanh khu vực hang Baron, liên tục phá mắt Baron để cho Đúc có khoảng trống để đẩy. Và khi đối phương dấn vào, khi mà SKT đe dọa Baron thì Đúc sẽ dịch chuyển chặn đường ở phía sau, tạo thành thế gọng kìm đánh vào. Bây giờ họ canh thời điểm ăn Baron rất tốt. Trong tình huống phá mắt tiền phương thì đối phương cũng sợ rằng các thành viên của SKT sẽ câu thêm khoảng thời gian, nhưng Baron thuộc về cho SKT. Rõ ràng như vậy. Và bây giờ SKT sẽ tràn ra chiêu cuối của bang đã được dùng. Amazing Jay bị làm choáng và anh ta không làm choáng được Faker. Faker né ra khỏi cái ngách thang Baron. Amazing tung chiêu cuối hất được hai người về nhưng đã quá trễ. Anh ta nằm xuống. Plank và Đúc đang cố gắng truy đuổi phần còn lại của Aimee nhưng không thành công. Chỉ có một điểm hạ gục cho SKT mà thôi. Đúc thậm chí còn không cần dịch chuyển trong tình huống rồi, anh ta chạy bộ ra cùng với những người đồng đội của mình. Một mình Amazing Jay tiếp cận gây sức ép. Nhưng thật ra anh ta cũng có một chút gây hãng lại, nhưng đây là Faker cực kỳ bình tĩnh. Ta đi tới trước. Cái góc Amazing Jay muốn là tạt cánh ngang qua, đẩy vai ngang để Faker dính vào tường cái mép ở khu vực hang Baron. Đơn giản Faker đi nhanh tới trước và không bị làm choáng trong tình huống đó. Và Amazing Jay nằm xuống với bùa lợi Baron. SKT tiến vào nhưng họ phải nhanh rồi về, bởi vì Plank không còn năng lượng, kèo này không đánh lâu được. Như vậy họ đang bào trụ cách rất nhanh, nửa cây máu của trụ rồi. Bang đang là người gây sát thương chính vào trụ. Về. Quá lời ở khu vực đường trên, lính cũng đẩy dành cho bên phía của SKT. Bây giờ thậm chí còn trước khi về ra ăn cho mình con rồng. Và đây, một tình huống mà SKT chẳng phạm bất kỳ một sai lầm nào cả trong pha xử lý Baron vừa rồi. Còn đây là tình huống mà Amazing Jay cố gắng lao vào, ủi vào tốc biến nhưng góc thì hụt rồi, bởi Faker nhẹ nhíp nhẹ lên hoặc là ta đẩy cũng không được đẹp cho lắm. Cái thời điểm mà SKT lựa chọn khởi động con Baron nó rất tốt luôn. Đó là thời điểm mà bang phá con mắt tím đó. Nó khiến cho bên phía của Aimee họ phải khựng lại một nhịp mới biết có thể tiến vào, đúng rồi. Họ không
không dám chắc vào việc tiến vào hay không. Và lúc đó thì SKT cũng đã thấy là Bame đã di chuyển về phía nửa dưới bản đồ có ý định là bắt Đúc. Nhưng vấn đề là Đúc không có kiểu mà đẩy kiểu đơn giản là tôi cứ đẩy, tôi có dịch chuyển mà tôi ỉ lại mà dịch chuyển, tôi cứ đẩy ở đường dưới mà anh ta đã bắt đầu di chuyển vào rừng rồi. Để lấy thông tin, để lấy tầm nhìn và để xem ai đang xuống một cách nhanh chóng hơn, khi mà tầm nhìn của SKT ở khu vực đó cũng không phải là nhiều lắm. Thì họ biết được Bame di chuyển vào khu vực bùa đỏ của chính bản thân của Bame. Và như vậy là SKT tràn Vardon thôi, bởi vì họ biết họ đang hơn người. Bame không thể nào ra Vardon nhanh được. Và bây giờ thì không còn cơ hội cho Bame nữa. Chắc chắn 100% đây sẽ là chiến thắng thứ hai của SKT tại Chung kết Thế giới 2016. Thậm chí là SKT còn chưa mất một trụ nào cả. Cái khả năng mà bên phía họ kiểm soát được bản đồ rất tốt trong ván đấu này. Gần như là không có một con bắn nào được cắm sâu vào phần sân của họ cả. Hoàn toàn chủ động. Nãy giờ IMA chỉ cắm được con mắt sâu nhất họ cắm được phần sân của SKT là vào cái bụi cỏ chặt 3 đường trên mà thôi. Đó là sai nhất mà IMA làm được. Và bây giờ thì mọi thứ đã kết thúc, bởi vì chuẩn bị có cái trụ thứ 7 dành cho SKT. Đúc ở đường trên tràn vào tới nơi rồi. Và anh ta cũng lấy thêm một cái trụ nữa. 8 trụ sau 30 phút thi đấu, SKT đang cố gắng giúp cho ban tổ chức rút lại thời gian sau trận đấu khủng khiếp giữa Flash World và Cloud9. Đường trên, một mình Bame có thể đẩy, tạm thời đẩy lưu đường đúng một tí, nhưng không giải quyết được vấn đề của một đường trên. Trong khi đó đường nữa không còn trụ nữa, thậm chí quay ngược trở lại đánh thẳng vào mặt luôn. Ừ, sao đánh được, đây là con tăng, con trinh đồ tăng, đánh không được đâu. Nhưng mà hết cửa rồi. Minh Jay không có tốc biến lên, chắc Đúc không khỏi cho về. Bởi vì Đúc đã có cái găng tay băng giá, cộng với lại cái khả năng của trinh đồ thì chắc là Bobby không chạy được. Và người duy nhất có thể lên để giữ Đúc lại là Bame, nhưng mà cũng chẳng làm được gì cả. Vậy trong khi đó thì vẫn tiếp tục ở khu vực đường dưới mà thôi. Bào trụ trước, sau đó sẽ vào lấy nhà. Trụ chỉ còn lại một 3 mẫu, liên tục các bạn tinh thùng thôi. Trụ thứ 9 dành cho SKT. Và họ chuẩn bị tiến vào lấy cái nhà lực đường dưới. Amazing Jay và Bame đã bắt buộc có mặt ở đây. Bame chưa có lần sử dụng chiêu cuối một lần nữa trong cái trận đấu này. Ôi, vậy thì Big Ride làm cái gì? Chắc là thời gian vừa qua tập hết kia. Lần thứ hai nè. Làm gì đây? Tính chặn đường Đúc nhưng mà Bang đã bật chiêu cuối. SKT tràn vào băng địa chấn tung ra nhưng nó không ngăn chặn được. SKT bắt đầu tiến tới phía bên này. Bame tốc biến vào chạy, Faker tốc biến theo và hạ gục đối phương bằng chiêu cuối. Double kill chăng không của double kill. Bang là người ăn điểm hạ gục thứ hai. Và SKT đang cố gắng hủy diệt IMA trước khi dứt điểm trận đấu. Faker có double kill, Bang có double kill. Rốt là người duy nhất còn lại của IMA. Những điều đó đồng nghĩa với việc không có ai phòng thủ. Chiến thắng thuộc về cho SKT. Chính xác là như vậy. Rốt sẽ phải đứng nhìn SKT phá hai trụ bảo vệ nhà chính của mình và cả cái nhà chính của IMA sau 32 phút thi đấu. SKT sang bằng thành tích bất bại với Rocks Tiger. Đúng vậy. Đang thể hiện được bộ mặt cực kỳ mạnh mẽ của SKT. Trong khu vực bảng B này, họ có được hai chiến thắng trước Cloud9 cùng với đó lại mày. Bài học rút ra là gì? 6.18, đừng chọn ba lane thua, đừng bao giờ làm điều đó.